Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì thực sự thì trên mạng bây giờ đã có khá là nhiều bài review về chiếc gimbal cho điện thoại này rồi. Thì hôm nay mình cũng không nhìn cái hộp cho bạn cũng quen đúng không? Đây chính là chiếc Smooth 4 đến từ Jinzu. Thì nói chung thì mình hôm nay sẽ không review chi tiết nữa bởi vì cơ bản thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ chỉ ra một số vài điểm hay và không hay trên chiếc gimbal Smooth 4 này để cho các bạn biết và các bạn có nên cân nhắc và lựa chọn mua nó để sử dụng hay không. Thì tất nhiên thì chúng ta vẫn đến với việc khen trước. Khá đáng khen cho Jinzu là khi mà đã thiết kế ra cái chiếc Smooth 4 này một cách gọi là hợp lý hơn. Hợp lý ở chỗ nào? Thứ nhất là ở cái khoảng tay cầm. Mình cũng có một sử dụng chiếc Smooth Q trước đây thì cái tay cầm của nó khá là tròn và mình hay bị kiểu bị trơn tay ấy. Tuy nhiên lên cái chiếc Smooth 4 này thì cái khả năng cầm nắm của nó vát, nó vuông vức hơn. Thì khi các bạn cầm nó chắc chắn hơn. Đây như kiểu này, mình cầm mình cảm giác là mình không bị trơn tay và nó cũng kiểu không bị xoay xoay theo cái trục này. Mặc dù con Smooth Q thì nó có một cái bầu lồi ra nhưng mà mình đánh giá không cao cái việc đó. Và điểm thứ hai nữa là cái trục ngang ở đây. Cái trục ngang này như trên chiếc Smooth Q thì khi các bạn dùng nó sẽ cái lỏng lẻo như thế này. Nó sẽ không chắc. Tuy nhiên ở trên chiếc Smooth 4 thì nó có một cái lẫy ở đây. Các bạn đóng vào thì các bạn không dùng, không gắn gì, nó vẫn như thế này. Nó thẳng tưng. Và cái điều này thì sẽ giúp cho chiếc Smooth 4 của chúng ta là gọn gàng hơn và không bị ảnh hưởng đến những cái trục motor cân bằng chính của nó. Và điểm tiếp theo đó chính là cái logo Jinzu. Khi mà hãng đã cố tình in một lớp nhựa lên trên này và khắc chữ Jinzu lên đây thì thực sự đây là một cái điểm nhấn cực kỳ lớn, tạo cho cái chiếc Smooth 4 này của chúng ta một vẻ đẹp nó kiểu hiện đại hơn, nó sang trọng hơn và nó cũng cao cấp hơn nữa. Về tiếp theo thì về những cái trục cân bằng cơ bản thì mình cũng không nói gì nhiều bởi vì từ mình đã thử cân chiếc iPhone 7 Plus hay là những chiếc iPhone 7, 7 Plus lên thì hầu như là mình thấy nó vẫn không có điểm gì khác biệt so với những chiếc Smooth Q trước đây hoặc là những chiếc Smooth đời cũ. Và có một điểm nâng cấp đáng giá nữa đó chính là đến từ cái vòng xoay này. Cái vòng xoay này nó có hai chức năng, đó chính là một là chức năng focus và chức năng thứ hai đó chính là chức năng zoom. Khi các bạn chuyển đổi không ấn vào nút focus ở trên chiếc Smooth 4 thì nó sẽ chuyển đến chế độ zoom. Các bạn có thể zoom ra zoom vào mà các bạn không cần phải sử dụng chiếc điện thoại. Và có một cái nữa là follow focus. Thì cái focus này sẽ phục vụ cho những bạn nào mà thích kiểu quay xóa phông trên điện thoại. Ví dụ như chiếc điện thoại mà có khẩu lớn, ví dụ như là chiếc Note 8, chiếc S9 chẳng hạn, thì với cái focus này của nó khá là hữu ích. Và hoặc là trên đơn giản những cái thiết bị hữu dụng nhất như bây giờ những chiếc iPhone chẳng hạn, thì nó cũng mặc dù nó xóa phông không được đẹp, tuy nhiên thì nó là một điểm khá là đáng giá. Và thứ hai nữa là nó đã bỏ đi cái phím ghét nhất của mình khi sử dụng chiếc Smooth Q, đó chính là cái joystick, cái nút điều chỉnh trên này. Nó đã thay bằng cái nút xoay. Cái nút xoay này mình liên tưởng đến Canon, các thiết bị Canon có cái vòng xoay ở đây và một nút ấn. Và cái vòng xoay này thì nó sẽ có khá là nhiều chức năng ở trên này. Thì chúng ta có một vài chức năng cơ bản điều khiển như là trên chiếc DSLR bình thường. Và thêm nữa đó chính là chúng ta có một nút chuyển nhanh cái chế độ follow. Ở đây chúng ta có hai chế độ, đó là pan follow và chế độ lock. Thì ở cái chế độ lock này nó cho phép các bạn là có thể tùy chỉnh cái trục này mà không bị ảnh hưởng đến motor. Còn cái trục pan follow thì như các bạn biết rồi thì nó sẽ follow theo cái tay của chúng ta. Và tiếp theo nữa thì chúng ta có một nút nguồn ở đây. Thì cái nút nguồn này và bên dưới cái nút nguồn chúng ta có một cái vạch giải led. Cái giải led để làm gì thì nó giống như là trên chiếc DJI Osmo Mobile 2, nó là để thông báo pin. Cái điều này là một điều khá nâng cấp bởi vì các bạn sẽ biết được là cái thời lượng pin của chiếc Smooth 4 này nó đến đâu và các bạn đến bao nhiêu thì các bạn phải sạc, các bạn không phải gọi là đưa lên để kiểm tra nữa. Nó khá là tiện. Và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái bản nâng cấp mới hơn, đó chính là hai cái nút này. Hai cái nút này để làm gì thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút ở phần phía sau. Và chúng ta có một cổng kết nối khá là mới. Cổng này thì thường thông dụng trên các thiết bị của Samsung và một vài thiết bị của Sony đã chuyển sang, đó chính là USB Type-C. Trong hộp thì chúng ta có một chiếc cáp USB Type-C đi kèm luôn. Điều này thì các bạn hoặc là những cái cáp USB Type-C bây giờ bán khá là rộng rãi trên thị trường rồi. Các bạn làm mất cái cáp này thì cũng không lo, chúng ta có thể đi mua cáp khác và thay thế vào. Và tuy nhiên thì nếu mà đánh giá sơ qua như thế thì chúng ta vẫn còn thiếu một cái điểm gì ở đây, đó chính là đây chính là một cái điểm nhấn gọi là mình cực kỳ thích ở trên chiếc Smooth 4 này. Khi các bạn lắp cái chân này vào thì cái dáng Smooth 4 của chúng ta khá là dài, các bạn có thể thoải mái cầm cả hai tay đó và các bạn nhìn có nó cũng chuyên nghiệp hơn. Và khi các bạn mở cái chân này ra thì không như chiếc Smooth Q hay những chiếc Smooth đời trước thì nó không có cái chân này, các bạn muốn cân thì phải một tay giữ ở đây và một tay cân. Tuy nhiên bây giờ thì không cần, hai tay các bạn cân, đặt chiếc Smooth này xuống bàn, xong mọi thứ khá là dễ dàng. Đây sẽ là một cái điểm mà mình nghĩ sẽ xu hướng của các hãng làm gimbal cho điện thoại, là các hãng sẽ bây giờ thêm cái chân này vào, giống như chiếc Grand 2 mình vừa mua, nó có một cái chân là điểm mình cực kỳ thích. Ok, thế bây giờ mình sẽ thử kết nối chiếc Smooth 4 này vào chiếc 7 Plus để xem là nó có những cái gì hay trên cái Smooth 4 này nhá. Ok, và mình đã cân chiếc iPhone 7 lên chiếc Smooth 4 này
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần mà các bạn đang thắc mắc ngay từ đầu, đó chính là hai cái nút trigger ở đây. Ok, và hai cái nút trigger này để làm gì? Đó chính là sử dụng như chế độ pan. Thì pan như thế nào? Các bạn chỉ cần giữ nó và các bạn đưa lên đưa xuống thì nó sẽ điều khiển theo. Thì hai cái này có hai chức năng, một là pan nhanh và một cái là pan từ từ. Thì tuy nhiên mình ấn cái pan nhanh là cái nút bên trên này thì nó thấy nó khá là lâu. Có thể là cái này do app nó bị hoặc là do cái trục này nó bị delay một chút. Còn ở cái pan slow hơn thì nó khá là ok và khá là mượt. Thì cái điểm này thì nó có hai điểm khó chịu, đó chính là thứ nhất là các bạn sẽ hơi bị khó làm quen trong thời gian đầu tiên khi mà mới cầm vào chiếc Smooth 4 này. Tuy khi mà đã làm quen rồi thì cái nút này cực kỳ tiện. Và thêm nữa thì cái điểm không tốt của cái này là nó pan hơi lâu. Và bây giờ để sử dụng chiếc Smooth 4 này và các tính năng của Smooth 4 thì các bạn phải làm gì? Và muốn sử dụng chiếc Smooth 4 này, tất cả tính năng của nó thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái app trên CH Play hoặc là trên App Store. Đó chính là Jinzu Play. Đây là một cái app mới kết nối dành cho những thiết bị gimbal mới của Jinzu. Và bây giờ thì mình sẽ đợi nó kết nối. Ok, hiện tại thì nó đã kết nối xong. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là mình đã kết nối xong. Đây là văn phòng của mình, nó hơi bừa một chút các bạn thông cảm. Bây giờ mình đang sử dụng tính năng pan. Đó, nó pan khá là ok. Pan nhanh này. Pan nhanh thì gần như các bạn hiểu là nó cứng cái trục lại. Và các bạn sẽ điều khiển theo cái tay của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tính năng trên này. Thì đầu tiên các bạn có những nút ở trên này, đó chính là nút menu. Nút menu là chúng ta có thể điều chỉnh được gì? Thứ nhất là các bạn có thể chọn được camera. Các bạn có thể chọn được loại camera 180 pano này, 3x3 pano, multi expo, long expo, slow mo, template hoặc là mode template hoặc là vertigo. Những cái tính năng này thì các bạn có thể mò. Thì mình đã demo một cái sản phẩm, đó chính là cái panorama. Thì tí nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Và các bạn muốn back lại cái tính năng này thì các bạn ấn vào nút menu. Ok, và chúng ta sẽ chuyển sang flash. Cái chế độ flash đó chính là cái chức năng có thể bật được, bật và tắt flash thôi. Cái này thì không có gì cả. Và chúng ta sẽ trang về chế độ đó là timer. Timer đó chính là cho các bạn thời gian chụp. Đó, những cái này thì các bạn biết rồi. Và chúng ta có tính năng là chỉnh HDR trên này, white balance trực tiếp trên cái chiếc Jinzu luôn. Và chúng ta sẽ đến với tính năng tiếp theo, đó chính là cái tính năng rest. Cái rest ở đây đó chính là các bạn có thể tùy chỉnh được độ phân giải khi quay. Ở trên chiếc iPhone hoặc các thiết bị của Apple thì các bạn có thể chỉnh lên được đến đó chính là 4K 30fps. Cái điều này khá là hữu ích cho những bạn nào thích quay 4K trên điện thoại, tuy nhiên thì cái frame rate nó hơi thấp. Chúng ta có thể chỉnh được lên đó chính là 1080p 60 frame. Cái này là mình hay dùng nhất. Tiếp theo đó chính là cái menu. Cái menu này làm gì? Là các bạn có thể tắt bật. Chúng ta có thể tùy chỉnh được filter. Các bạn có thể chọn được các loại filter ở trên app cho sẵn đó. Ok, còn nếu bạn nào thích chỉnh màu thì để original. Thì đầu tiên đó chính là cái follow focus. Thì bây giờ mình sẽ thử demo luôn cho các bạn một đoạn là mình sẽ follow focus như thế nào. Ok, và khi mình ấn quay thì nói thêm là cái ở trên này nó sẽ hiện cái số thời gian. Trên cái app này nó sẽ hiện cái số thời gian và số lượng dung lượng máy của bạn là bao nhiêu, cũng như là phần trăm pin và phần trăm pin của cái chiếc crane này, của chiếc Jinzu này. Và bây giờ thì mình sẽ thử với cái chế độ follow focus. Thì như các bạn đã biết, thì như các bạn đã nhìn trên màn hình, bây giờ mình sẽ ấn quay này. Ok, khi các bạn tiến vào đây, nó vẫn đang nét đúng không? Tiến vào mình sẽ cố gắng vặn giữ cho nó nét tốt nhất. Ok, như các bạn nhìn thấy bây giờ mình out luôn này. Đó, out nét. Đó, các bạn thấy không? Cái tính năng này sử dụng trên này khá là mượt. Đó, ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử cùng tìm hiểu thêm về tính năng trên này. Thì ở đây chúng ta cái ở vòng xoay, thì khi bạn ấn xoay thì như mình đang tùy chỉnh đó là ở chế độ chỉnh sáng EV. Đó chính là các bạn ấn nút bên phải. Thì các bạn ấn nút bên phải nó sẽ hiện ra một cái bảng mà chúng ta sẽ tùy chỉnh EV ở đây. Và tất cả những cái tính năng này đang sử dụng ở trong chế độ đó là auto. Các bạn ấn lên trên thì các bạn sẽ tùy chỉnh luôn ở chế độ quay. Bây giờ quay 4K 30 frame. Ok, và mình sẽ chuyển lại về chế độ là 60 khung hình. Và các bạn ấn sang bên này thì chúng ta có thể ấn một nút, đó là chính là chuyển về camera trước. Ấn nút bên dưới đó chúng ta các bạn xem được các cái sản phẩm các bạn đã quay. Đây, như mình có một số quay một sản phẩm đây. Ok rồi, nó chưa xoay cái màn hình ra. Bây giờ mình sẽ xoay cái màn hình ấy luôn. Ok, và các bạn ấn ở giữa, các bạn có thể xem lại được cái file mình đã quay luôn. Đó, được rồi. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về những cái nút ở phía dưới này. Nút ở phía dưới này thì chúng ta có một nút, đó chính là nút ghi hình. Các bạn đã biết rồi. Một nút ở đây chính là một nút chụp ảnh. Chụp ảnh luôn. Ok, nó sẽ lưu lại. Và cái nút ở đây chúng ta sẽ có một nút, đó chính là nút zoom. Mình đang ở chế độ là focus. Các bạn ấn vào cái nút này thì nó sẽ là chế độ focus. Tuy nhiên thì ở với camera trước thì nó sẽ chỉ có focus thôi. Mình sẽ chuyển nó lại về camera sau. Thì các bạn có focus này. Và khi các bạn tắt cái nút đi thì nó sẽ chuyển thành tính năng zoom. Và các bạn ví dụ muốn focus thì các bạn hãy chuyển ấn vào nút này và các bạn hãy focus. Đó, kiểu như vậy.
Với những cái nút và thao tác như trên chiếc Smooth 4 này thì gần như các bạn sẽ không phải động tay động chân gì vào cái chiếc điện thoại của mình, mà các bạn chỉ cần điều chỉnh hoàn toàn trực tiếp trên chiếc Smooth 4 này. Đây là một bản nâng cấp khá là hoàn thiện và mình đánh giá nó khá tốt, bởi vì khi mình dùng chiếc Smooth 4 này thì gần như là mình chả phải động chạm gì đến chiếc điện thoại của mình nữa. Và cái tính năng cân bằng của nó hiện tại thì nó đã đời thứ tư của chiếc Smooth rồi và nó cân bằng khá là tốt. Như mình tìm hiểu thì những cái chiếc Smooth 4 này chạy trên những chiếc Samsung, ví dụ như Note 8, mình cũng có một chiếc Note 8 mà mình đã thử, thì nó lại không chuyển được cho chúng ta về cái chế độ quay 4K. Đó, các bạn lưu ý là không chuyển được cái chế độ quay 4K, mà các bạn sẽ chỉ quay được là HD và chế độ là Full HD mà thôi, còn chúng ta không tùy chỉnh được thêm. Mình nghĩ đây là một lỗi do cái app Jinzu Play nó chưa tích hợp được hoàn toàn với các thiết bị Android của Samsung. Tuy nhiên trên các thiết bị của Sony thì nó lại dùng hoàn toàn bình thường và giống hệt với những chiếc điện thoại của Apple. Và các bạn biết rồi, Apple thì từ xưa đến nay làm app nào ra app đấy, cực kỳ chất luôn. Và vừa rồi thì là một bài đánh giá của mình về chiếc Smooth 4 này sau khoảng tầm là 2 tuần sử dụng, thì mình đã tìm hiểu về những cái tính năng của nó là như vậy. Theo cảm quan của mình thì đây là một chiếc Smooth trong cái khoảng giá 4 triệu đổ lại thì nó là một chiếc gimbal cực kỳ tốt dành cho điện thoại, và những bạn nào hay đi du lịch và không có điều kiện để mua máy ảnh và muốn sử dụng điện thoại để quay thì chiếc Smooth 4 này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Các bạn có ý kiến gì thêm thì hãy để lại bình luận phía dưới. Còn video review của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.